bây giờ chúng ta sẽ bước đến vòng đầu tiên mang tên là đi tìm tần số. Xin mời quý vị chào đón bốn chàng trai. Kia bắn tim, anh này thì 2, anh này thì number 1, còn anh kia rất là cool và ngầu. Bắt đầu từ chàng trai ở vị trí đầu tiên, chàng trai số 1, xin mời bạn. Xin chào hai anh chị MC và hai bạn nữ và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Mình tên là Dương Hào, mình đến từ xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh, Phú Yên. Hôm nay mục đích mình tới chương trình, mình sẽ tìm một bạn nữ cùng tần số với mình để có thể đi đến những nơi cảnh đẹp quê mình. À, dễ thương. Công việc của bạn hiện tại là gì nào? Dạ, em vừa là sinh viên, vừa là shipper và chạy xe công nghệ. Bọn chàng chịu khó. Vậy thời gian đâu mà dành cho tình yêu nào? Dạ thì em sẽ cố gắng sắp xếp một thời gian hợp lý. Bạn đã yêu bao giờ chưa? Dạ có ạ. Bao nhiêu mối tình rồi nhỉ? Dạ một. À, kéo dài bao lâu nào? Dạ em chỉ là đơn phương thôi chị. Trời ơi, vậy cũng chưa hẳn là một tình yêu từ hai phía ha. Nhưng mà sao mình yêu mình không thổ lộ ra vậy? Dạ em có nói nhưng mà bị từ chối 2 lần. Em đi ngang đời anh như gió mây qua trời, đưa đôi tay nhưng không thể với lấy. 2 lần luôn. Thôi quá tàm bà bận, không dám lần thứ 3 đâu. Rồi cảm ơn Dương Hào rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ với chàng trai ở vị trí thứ 2. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào hai anh chị MC xinh đẹp và hai bạn nữ dễ thương đang ngồi ở trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Kim. Hôm nay mình đến với chương trình mong muốn tìm được một tình số tình yêu chung với mình. Và mục đích tiếp theo sẽ là cùng nắm tay và đi du lịch những nơi đẹp, ăn những món thật ngon và sống cuộc sống hạnh phúc. Bạn thường là đi đâu? Tính tới bây giờ thì em đã đi từ Bắc và tới Nam rất là nhiều tỉnh thành rồi. Yeah, có nhiều kinh nghiệm nha, các người đẹp hay sẵn sàng. Nhưng mà mình thường đi phượt một mình hay là mình đi với gia đình? Thường là em đi chung với đám bạn của mình, đám bạn thân, theo đi theo du lịch nghỉ dưỡng nhiều hơn là đi phượt. À, Tiên với lại Duyên á, thích đi du lịch không? Dạ có anh. Vậy là chung sở thích với mình rồi. Núi nè, biển nè, đồng bằng nè, trong nước và ngoài nước. Thì không biết là Duyên, bạn thích du lịch ở đâu? Em thích đi hái trái cây. Hái trái cây, à về những vùng quê đúng không nào? Miền Tây nè. Còn bạn Tiên? Dạ còn em thì em thích đi núi ha. Kiểu Đà Lạt, Sapa rồi. Anh thường hay đi đâu và anh thích chỗ nào nhất á? Đi thì hay đi là Nha Trang, Vũng Tàu hay Đà Nẵng. Nghe tiếng sóng mình cảm giác thoải mái trong đầu hơn. Bình thường thì em ít đi biển thiệt, nhưng mà nếu mà sau chương trình này hợp thì em sẽ đi nhiều hơn. Sẽ đi biển nhiều hơn. Chà. Bạn sẽ có cơ hội để dẫn một trong hai người đẹp này đi du lịch trong thời gian sắp tới. Chào anh chàng số 3. Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay ngày hôm nay. Và đặc biệt mình xin được gửi lời chào đến hai bạn Mỹ Duyên và Hải Tiên. Thì mình tên là Lê Phạm Thế Vũ. Và hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ Anh của trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngoài ra công việc chính của mình là một diễn viên xiếc của bộ môn thăng bằng tay nghệ thuật. Wow. Rất là đa năng nha. Quan điểm và tình yêu của mình là một khi đã yêu trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Một phần giới thiệu mashup rất thú vị. Cảm ơn Thế Vũ. Nhưng mà không biết là mẫu bạn gái của bạn là cần phải biết xiếc không? Dạ em không cần một bạn gái của em là cần phải đam mê xiếc hay là gì cả. Em chỉ cần là bạn ấy là một người yêu nghệ thuật và ủng hộ cái niềm đam mê của em ạ. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Cho mình hỏi là hai bạn có yêu thích vận động và thể thao không ạ? Dạ có ạ. Tiên thích có nè. Em rất thích nhưng mà em chơi ngu nhất là môn bóng rổ. Tại sao? Tại vì chưa bao giờ em phát qua lưới. À chưa bao giờ phát qua lưới được hả? Là xong thời đi học đúng không nào? Dạ đúng rồi. Rồi có bị ở lại vì cái môn thể dục không? Cô cũng chăm trước anh. Chăm trước tội nghiệp tại vì mình bị hạn chế về dục cao sao đâu. Còn Hải Tiên, bạn yêu môn thể thao nào? Dạ thì môn nào em cũng chơi được hết. Từ cấp 1 tới giờ cái môn em tự tin nhất là môn thể dục. Wow. Môn nào cũng có giải luôn. Bạn chơi môn xiếc chưa? Dạ chưa. Em nghĩ là em sắp chơi rồi đó. Sắp chơi đó. Anh chàng số 4. Đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Ngọc Khánh. Khánh năm nay 23 tuổi. Đang là nhân viên của một công ty casting quảng cáo. Như người ta thường nói thì trong cuộc sống này mỗi người gặp được nhau là một cái duyên. Và chúng ta gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay nó là một cái duyên có lẽ đặc biệt hơn nữa. Nên nếu đã có duyên như vậy rồi, đừng để duyên mình lỡ em nhé. Đó là những lời chào đầu tiên của bốn chàng trai. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá vào những cái góc cạnh khá là thú vị trong cuộc sống của anh ấy. Với những vật thể gần như là không rời xa bốn anh chàng này là điện thoại. Với chiếc ốp lưng như thế nào đây? Xin mời quý vị. Bốn chiếc ốp lưng của bốn chàng trai, bốn màu sắc, bốn cá tính khác nhau ha. Bạn Mạnh Kim.
Bạn không dùng ốp lưng mà dùng điện thoại màu hồng ha. Chị muốn là cuộc sống em nó như là màu hồng rồi. Sở thích của em là màu hồng đó. Hai người đẹp có thích màu hồng không? Dạ không, em không thích màu hồng. Tiên thì không thích màu hồng nè, còn Duyên? Em thích đen và trắng. Không sao hết, màu sắc mình thay đổi được đúng không Kim? Anh chàng Ngọc Khánh, tại sao bạn lại chọn cái ốp lưng này? Ốp lưng này hình cái họa tiết nó cũng khá phức tạp ha. Họa tiết nó phức tạp nhưng mà nhìn tổng thể thì nó rất đơn giản chưa? Rõ ràng là cái góc nhìn của anh này rất là đơn giản và thẳng thắn, nhưng nhìn sâu bên trong nó sẽ được lập ra bởi rất nhiều tiểu tiết và chi tiết. Anh này cũng khá là kỹ tính đấy. Rồi, chúng ta đã thấy được ốp lưng, nhưng còn màn hình chờ thì sao nào? Xin mời màn hình khóa của cả bốn chiếc điện thoại. Cũng đơn giản ha, nhưng mà đặc biệt là chỗ Thế Vũ ha, thành tích rạng rỡ kìa. Cho mình hỏi hai bạn có đi xe thường xuyên không? Dạ có. Còn Tiên? Dạ em thì thỉnh thoảng thôi, đa số là em tự chạy. Nếu mà cùng tần số với mình thì mình sẽ chở miễn phí. Đương nhiên. Về bán xe hết đi cưng, về bán xe hết. Anh chở suốt đời luôn. Với một bức ảnh rất là thư thái, thanh thản, nhẹ nhàng. Một cánh diều bay trong cảnh hoàng hôn. Ý nghĩa như thế nào mà bạn muốn để hình nền này, Mạnh Kim ơi? Đi du lịch nhiều á, thì em sẽ thấy những cảnh đẹp và em sẽ chụp lại. Thì những cảnh đẹp đó mình cảm thấy nó hợp với tính cách của mình. Như vậy các bạn có phải là một người rất là lãng mạn và thơ mộng không? Theo em thì không. Do tính cách em là thích cái đẹp, nhìn cảnh đẹp nhiều á. Cảm ơn bạn Kim. Sang tới bạn Thế Vũ. Huy chương vàng. Huy chương này lâu chưa nhỉ? Dạ thì đây là huy chương mà em đã đạt giải vô địch của cuộc thi yoga toàn quốc năm 2018. Ôi, anh ấy biết xiếc, anh ấy biết yoga luôn kìa. Ủa, Vũ là huấn luyện viên yoga hả? Dạ, em vừa là huấn luyện viên yoga và vừa là vận động viên yoga. Đi dạy lâu chưa? Dạ, em dạy cũng được một năm rồi. Wow, hay quá nhờ. Rồi, mình còn những cái huy chương nào khác nữa không? Dạ, thì em còn rất là nhiều huy chương ở những cái bộ môn thể thao khác nữa. Em để cái điều này là để em có thêm động lực để mà mình tiếp tục là một huấn luyện viên yoga tốt và lan truyền niềm đam mê của mình đến với nhiều người hơn nữa. Các bạn có muốn tập yoga với Vũ không? Em chưa tập bao giờ nhưng mà em thấy cũng dẻo dai mới tập được. Lấy lại cân bằng trong cuộc sống và tinh thần rất là tốt đó nha. Hải Tiên, bạn có thích tập yoga không? Dạ, em thì có biết tới bộ môn này nhưng mà chưa bao giờ em tập yoga hết. Cũng là sẽ có cơ hội để được thử ha. Cảm ơn bạn Vũ. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó là màn hình khóa của chúng ta. Nhưng mà nội dung bên trong với những ứng dụng và thói quen của các chàng trai như thế nào đây? Xin mời chàng trai đầu tiên, Dương Hào, hãy mở mật khẩu ra. Đây chính là nội dung bên trong điện thoại của Dương Hào. Riêng cái hình nền đó nghe, thấy dường như anh chàng này là một người rất là thích tự do. Bạn đang ưỡn ngực, hưởng lấy cái bầu trời đúng không nào Hào ơi? Dạ đúng rồi ạ. Cái đó là một dịp em đi chơi ở núi Bà Đen, nên là em đã chụp tấm hình này lại để làm kỷ niệm. Anh có hay nghe nhạc không anh? Anh cũng hay nghe nhạc. Anh thích nghe bài gì? Anh thích nghe nhiều bài lắm. Nhiều bài mà lúc tối và đêm nghe hơi không khí nó tĩnh lặng thì anh thích nghe nhạc buồn á. Bạn có thể mở cái list nhạc của bạn ra không? Đa số là những ca khúc nhạc Việt nè, những bài hát cũng rất là nổi tiếng nè. Bạn có hát được không, Dương Hào? Dạ được ạ. Nếu có cơ hội thì em sẽ hát cho mọi người nghe. Ok. Rồi, cảm ơn bạn Dương Hào rất nhiều. Còn bây giờ hãy đến với điện thoại của Mạnh Kim. Khá nhiều cái thông báo ha. Thông báo này là những cái giải trí thôi. Đúng rồi, giải trí không mà chứ phải thông báo về tin nhắn. Hai bạn nữ có muốn xem thử cái mục nào không? Em thấy anh này có rất nhiều app chụp hình. App này chỉ là app chỉnh hình thôi. Vậy anh có thể nhấn vô đó. Chà, bạn chụp hình tài liệu nhiều quá hả? Dạ không, cái này là tài liệu mình đi thực tập, mình chụp lại để mình làm báo cáo. Còn đa số lại còn lại là hình anh đi du lịch, đi chơi. Không biết hai bạn nữ thì có sở thích là nuôi thú cưng không ạ? Dạ, em thì có đang nuôi một chú chó poodle. Bạn Kim, bạn có đang nuôi động vật không? Dạ em thì không nuôi động vật nhưng mà có sở thích xem động vật. Tại vì do mũi em á bị viêm xoang nên là không nuôi được. Rồi, click vào cái tấm mà bạn chụp ở chợ Đà Lạt. Em cũng có một tấm chụp ở đây nữa. Nghe đồn là người đẹp Hải Tiên thích đi Đà Lạt lắm đúng không? Dạ. Đà Lạt thì đi vào cuối năm thì sẽ lạnh. Nếu đi chung với người yêu nữa thì ấm biết bao. Nhưng mà em chưa giờ đi với người yêu hết. Em toàn đi với bạn không à. Thì mình có thể thử. Liều quá vậy ta. Trời đất ơi. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta đến với chiếc điện thoại tiếp theo của Thế Vũ nào. Ê, anh chàng này có khá nhiều cái để xem đây. Hay ha, cái màn hình khóa là cái mặt trước, còn màn hình chờ ở bên trong á thì là mặt sau của chiếc huy chương. Động lực ghê gớm lắm đấy. Bạn Tiên cho em hỏi là gia đình bạn có bao nhiêu người ạ? Dạ, gia đình em có 4 người.
gái lớn hay gái út nè? Dạ em là con gái lớn. Thì sau bạn là một người em nam hay nữ? Dạ nam anh. Khi mà bạn cảm thấy buồn thì ai trong gia đình sẽ là người mà chia sẻ cùng bạn những cái nỗi buồn, hay là khi mà bạn muốn tâm sự hay là tìm lời khuyên á? Bản tính của em là ít tâm sự với ai. Vậy sau này nếu mà có cơ hội mà quen mà một bạn nam nào đó như mình thì có tâm sự với mình không? Dạ cái gì tâm sự được thì em sẽ tâm sự. Chà nè, giò sống hơi nhiều nghe nghe em. Ra kìa, ảnh bắt tín hiệu quá trời. Giờ nói, mình phát tần số lại, mình hỏi ngược lại ảnh. Dạ gia đình anh có mấy người vậy anh? À, thì gia đình mình cũng có 4 người. Trời ơi, khớp hả? Bạn là con thứ mấy? Ừ, dạ em là con nhất ạ. Trời ơi, nửa khớp. Môn ra hậu đói luôn. Trưởng nam trưởng nữ rồi. Dạ, em cũng có một đứa em trai luôn. Trời ơi, khớp nữa. Mẹ anh có khó không anh? À, mẹ của mình là một người rất là có kinh nghiệm trong đời sống, nên là mẹ anh cũng không có quá khó khăn gì. Chắc không? Em là mẫu gái lạ lắm anh. Em thì nấu ăn thì em cũng không biết đó, mà làm việc nhà em cũng không làm gì luôn đó. Wow. Vậy rồi sao anh? Ừ, mẹ chê làm sao anh? Không thì hôm nay có mẹ anh ở ngay phim trường. Và đây chính là nhân vật rất đặc biệt đồng hành cùng với Thế Vũ ngày hôm nay là bác gái. Xin chào bác ạ. Xin chào chương trình ạ. Cô Ngân ơi, Thế Vũ ở nhà là giống ba hay giống mẹ? Vũ thích thể thao thì giống ba. Dạ. Nhưng mà tính cách của Vũ với lại là cái cuộc sống Vũ thì Vũ giống mẹ. Dạ. Còn gương mặt thì sao ạ? Gương mặt giống mẹ nhiều hơn. Giống mẹ nhiều hơn nha. Hey. Ồ, bác gái nhìn rất là xinh xắn. À, nhưng mà hồi nãy cô gái của chúng tôi là lỡ chia sẻ là không biết nấu ăn, không biết làm gì nhà, không biết làm gì trường. Có sao không con? Không sao, thật ra bây giờ như Vũ cũng không biết làm gì hết. Đối với mình á, mình không muốn con dâu về phải làm việc nhà. Bị áp lực. Đúng rồi, chỉ mong muốn là cái gì nó cảm thấy thích và nó hạnh phúc là được. Trời ơi, tâm lý quá chứ ồm cái quá, thương quá. Cô ơi, con muốn nói là kiểu như là không phải là con không làm được, nhưng mà tại vì bình thường ở nhà là sáng con ngủ dậy là con đi học, con đi này nọ, cho nên là con không làm việc nhà. Cái điều đó là cô nghĩ là đúng. Ví dụ tụi con biết được cái gì tụi con sẽ làm. Cô chỉ yêu cầu một cái việc là ngoan ngoãn lễ phép là được. Dạ con cảm ơn cô. Chịu học là được nha. Mẹ dạy hèn chi con trai tài năng đa tài quá chừng quá đó là đúng rồi. Cô đi đồng hành với Vũ thôi à, hay là đi với những thành viên khác trong gia đình à? Có, đi nguyên nhà luôn. Nguyên khán đài luôn hả con? Khán đài mấy ngàn người luôn hả? Đâu đâu rồi, dạ cô giới thiệu à? Em của Vũ. Đó, em Vũ hả? Ốm dữ vậy. Dễ thương quá. Em Vũ giống Vũ không cô? Em Vũ giống ba nhiều hơn. À là giống ba, Vũ thì giống mẹ. Dạ. Chào em, ai nữa? Ba Vũ vừa là quản lý của Vũ, cho nên chắc đứng đằng sau hậu trường để lo cho Vũ. Là ba đang ở phía sau. Dạ. Dạ. Nhưng mà hôm nay tại sao lý do gì cả gia đình mình đến đây với Vũ vậy ạ? Trời, đi chọn dâu mà cứ. Mình muốn đi ủng hộ cho Vũ có tinh thần. Hay quá, thật là hạnh phúc, bạn may mắn nhất ngày hôm nay nha Vũ ơi. Dạ. Đó là sự chia sẻ của cô, nhưng mà bây giờ con muốn nghe em trai nè. Em trai nè, anh Vũ nhà có ăn hiếp em không? À, chào mọi người, dạ em Linh Quang. À, thì ở nhà anh hai rất là thương em. Chỉ có hồi nhỏ thì anh em hơi gây lộn thôi. Chứ lớn lên là cưng chiều nhau đúng không mà? Dạ đúng rồi. Anh Vũ có tật xấu nào không, chia sẻ nè. Anh hai em có tật xấu thì là tập hơi khuya. Ủa vậy đó hả? Đó là dạ. Sự siêng năng đó cưng. Ông tập là 11 giờ 2 đêm mới xong. À, tập làm em ngủ không được hả? Dạ đúng rồi. Anh có ăn nhiều không em? Anh ăn thì cũng đúng liều lượng của một người vận động viên cần nữa. Có chế độ. Còn em? Thì nó cũng hơi hơn một người vận động viên cần. Dễ thương quá. Hai anh em nói chuyện nha, rất là duyên dáng, y như mẹ luôn đó. Mẹ dạy khéo quá mẹ ơi, tuyệt vời, xuất sắc. Dạ, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Dạ, và bây giờ đến với chàng trai cuối cùng, Ngọc Khánh. À, đây là điện thoại Ngọc Khánh nè. Bạn có tải nhiều ứng dụng không Khánh ơi? Em cũng có một số ứng dụng sơ cũng chỉnh sửa hình ảnh. Cho coi thử vài tấm hình nhẹ nhẹ nè. Bạn cũng đi du lịch nhiều chứ hả? Ờ, em cũng có đi một số nơi à, như Đà Lạt. Nhưng chủ yếu là Đà đi công việc, đi chơi thì ít hơn. Mình tận dụng những lúc mình đi công tác, cái mình tham quan mọi nơi. Dạ đúng rồi. Bạn chụp cảnh là khá là nhiều, chụp bản thân mình thì hơi ít hen, chụp xa xa không à. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi. Còn về cái đồng hồ báo thức của bạn thì sao nào? Cái xấu tao quần hay cái gì vậy? Bạn đi bán chợ đầu mối hả? Bán chợ đầu mối hả? À, vì công ty có những job suốt sớm, phải dậy sớm, on set sớm nên cái thời gian nó khá là linh động. Bạn làm việc casting mà. Cho mình hỏi hai bạn là những lúc rảnh rỗi thì hai bạn thường làm gì? Dạ, những lúc rảnh rỗi thì thường thường thì em hay đi cà phê này nọ với bạn thôi. Còn bạn Nghiên? Em coi phim,
Em thích coi phim tình cảm và phim có phép thuật đó. Mình những lúc rảnh rỗi thì có xem phim và có cà phê. À, rõ ràng là anh chàng Ngọc Khánh này đang rất muốn tìm kiếm những điểm chung trong các tần số được phát ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đó chính là những nội dung được khai thác qua điện thoại cá nhân của mỗi chàng trai. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tạm biệt một trong bốn chàng trai này. Với chương trình tần số tình yêu. Mỹ Duyên nè, bạn ấn tượng nhất với anh chàng nào nào? Em ấn tượng với anh số 2 ạ. Ồ, là Mạnh Kim, chúc mừng Mạnh Kim. Lý do nào, vì sao? Dạ, em cảm thấy là anh có một cái gì đó mà kiểu hợp với mình đúng không? Nói chung là cái ảnh mà anh chụp á, nó có cái thư thái mà em giống em. À, đồng điệu với cảm xúc của chính em đúng không? Anh này cũng lãng mạn thơ mộng lắm nghe. À, chúc mừng Mạnh Kim. Còn bạn với Hải Tiên nè. Hải Tiên. Dạ, em ấn tượng với anh số 3. Wow. Chà, hàng chi nãy giờ thăm dò gia đình nhà trai quá chừng. Bác gái ngồi dưới chả lẽ không ấn tượng ảnh, đâu được. Nhưng mà Hải Tiên ấn tượng nhất điều gì? Dạ, tại vì em thấy em với anh có nhiều cái sở thích chung, nhiều cái điểm, nói chung là có nhiều cái chung á. Chúc mừng Thế Vũ. Còn hai chàng trai thôi. Ai sẽ ấn tượng hơn ai đây? Mời Lê Lộc. Thật sự là hai chàng trai này cũng khá là thú vị. Nhưng mà Lê Lộc lại ấn tượng nhiều hơn nữa là ở chàng trai số 1. Lê Lộc cảm nhận là trong cái con người bạn đó có một cái nghị lực sống rất là lớn. Bạn đó đang cố làm tất cả mọi thứ để hoàn thiện bản thân mình. Và Lê Lộc nghĩ rằng là nếu như sau này ai là người bạn gái của chàng trai đó thì chắc chắn cũng sẽ rất là hạnh phúc với những điều chân thành mà anh đó mang lại. Hoàng cũng vậy. Hoàng có cái ấn tượng về sự chịu thương, chịu khó của anh này. Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo, suốt trọn trận chuyện đường đời. Chính xác. Chúc mừng Dương Hào. Ba chàng trai đã có cơ hội bước tiếp vào vòng trong với Ngọc Khánh. Ngay sau đây sẽ là chân dung thật sự của anh ấy. Xin mời Ngọc Khánh xuất hiện trên sân khấu. Tình yêu ở tuổi 18 đôi mươi nhiều hơn giận vu vơ, khiến ta đủ trưởng thành để giờ này bước từng bước kiếm tìm người con gái ta thương. Nhỏ nhắn một chút, hay cười một chút, biết lắng nghe một chút. Cô bạn mà anh chờ đợi còn đang kẹt xe ở đoạn đường nào, mau bật đèn xanh để anh chạy tới nhé. Chết rồi. Chào bạn Ngọc Khánh. Điển trai quá, đẹp trai bạn quá. Bạn nói vài lời với mọi người đi nào. Đến với chương trình hôm nay thì mình cũng rất là vui. Nhưng mà không ngờ là dừng chân sớm như vậy ha. Nhưng mà cũng rất vui được gặp hai em hôm nay. Chúc hai em sẽ tìm được người mình ưng ý nhất, có được nhiều thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Anh ấy xuất hiện như một nam thần luôn kìa. Trời ơi, cười đẹp trai, gương mặt rất là nam tính. Có thấy sao xuyến chút xíu nào không Duyên hen? Cũng có hơi hơi anh. Hơi cổ bản lẻn rồi kìa. Có thể là tần số ở đây nó không hợp, nhưng bước ra ngoài kia bao nhiêu cái tín hiệu khác đang chờ đợi Khánh. Cảm ơn bạn đã đến. Có khi nào mình đứng gần nhau hơn thì nó sẽ hợp hơn. Ai kia đứng gần hơn xíu đi. Cảm ơn bạn Ngọc Khánh đã đến với chương trình. Cảm ơn lòng. Hẹn gặp bạn vào dịp khác nhé. Tạm biệt Khánh. Cảm ơn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ bước đến phần khá là hấp dẫn, thử thách của chàng.